Chào mừng đến với kênh Thuni Podcast. Hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề tình huống cuộc sống. Trong các tình huống cuộc sống, chúng tôi có một chủ đề phụ thể loại ly hôn. Tôi biết rằng nhiều người Việt Nam sống ở Na Uy, họ sẽ nhận ra khuôn mặt của tôi bởi vì tôi đã làm công việc phiên dịch. Dựa trên một công ty của tôi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang hoạt động với dịch vụ thông dịch viên nhiều bạn hơi băn khoăn về thủ tục ly hôn, điều này ảnh hưởng đến hoàn cảnh sống của bạn. Vì bạn không biết tìm hỗ trợ như thế nào và làm thế nào để hoàn thành tất cả các thủ tục. Đầu tiên, bạn có thể truy cập các trang web công cộng có tên noge.no, từ đó bạn chọn chủ đề tình huống cuộc sống. Trên cơ sở đó, phải tiến hành từng bước. Hôm nay, mình sẽ nói về thủ tục ly hôn nếu bạn và hoặc vợ chồng của bạn không muốn tiếp tục sống chung một trong hai người hoặc cả hai có thể nộp đơn lên cơ quan quản lý tiểu bang trước đây gọi là ủy viên quận xin ly thân bạn không cần phải đồng ý tìm kiếm sự tách biệt quản lý nhà nước sẽ liên hệ với vợ hay chồng của bạn nếu bạn nộp đơn một mình xin tách gia đình nếu bạn muốn ly hôn trước tiên bạn phải làm đơn xin ly thân nếu bạn và người phối ngẫu của bạn vẫn sống với nhau hoặc đã sống xa nhau trong vòng chưa đầy 2 năm, bạn nộp đơn xin ly thân bằng kỹ thuật số hoặc trên giấy với cơ quan quản lý tiểu bang tại quận nơi hai người sống cùng nhau lần cuối. Khi đã ly thân được một năm, thì bạn có thể nộp đơn xin ly hôn. Tại thời điểm chia tay, bạn vẫn chính thức là vợ chồng. Do đó, không ai trong số các bạn có thể kết hôn lần nữa trong thời gian này. Ly hôn, sau 2 năm xa cách, bạn có thể nộp đơn xin ly hôn mà không cần ly thân trước. Nếu bạn và người phối ngẫu của bạn đã sống xa nhau ít nhất 2 năm và đồng ý rằng đây là một cuộc chia tay, bạn có thể nộp đơn kỹ thuật số hoặc bằng mẫu giấy. Văn phòng hòa giải. Nếu bạn có con chung dưới 16 tuổi, bạn phải tham gia hòa giải tại văn phòng phúc lợi gia đình hoặc tại một hòa giải viên được chấp thuận khác. Điều này áp dụng cho cả các cặp vợ chồng và những người chung sống ly thân. Hòa giải viên sẽ cung cấp cho hai bạn chứng chỉ hòa giải và phải đính kèm với đơn xin tách hộ. Giấy chứng nhận có giá trị trong vòng 6 tháng. Thay đổi họ. Sau khi ly hôn, bạn vẫn giữ họ của mình trong thời kỳ hôn nhân. Nếu bạn muốn thay đổi tên của mình, bạn phải gửi biểu mẫu đổi tên. Đó là cơ quan thuế, xử lý ứng dụng tên. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin và các mẫu đơn ly thân và ly hôn trên các trang web của quản trị viên, thống kê. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin trong tập tài liệu ly thân và ly hôn của bộ trẻ em và bình đẳng. Nếu bạn cần chứng minh rằng bạn đã ly thân hoặc ly hôn, bạn có thể đặt xin giấy chứng nhận, bản in thông tin đã đăng ký, từ sổ đăng ký, dân số. Bạn có thể tìm thông tin này qua trang web noge.no. Tôi mong được gặp lại bạn từ video tiếp theo. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Trân trọng. Anthony.